Với lực lượng khá đông trên 64.000 hội viên, sinh hoạt ở 1.500 chi hội thuộc trên 230 cơ sở hội ở 9 huyện thành thị. Trong thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc luôn gương mẫu, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Thực hiện chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về vận động, cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã tích cực tham gia hưởng ứng với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, đạt được những kết quả thiết thực. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ, pháp luật về an toàn giao thông, Hội cựu chiến binh tỉnh phát triển mạnh các mô hình đội tự quản về an toàn giao thông, đoạn đường, tuyến phố an toàn giao thông do cựu chiến binh tự quản. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã thành lập được gần 250 mô hình đoạn đường an toàn giao thông do cựu chiến binh tự quản. Đi đầu trong phong trào này phải kể đến Hội cựu chiến binh xã Đại Đình, huyện Tam Đảo. Toàn xã đã xây dựng được hàng chục mô hình cựu chiến binh tự quản an toàn giao thông. Tiêu biểu thôn Trại Mới có mô hình cổng trường cựu chiến binh tự quản an toàn giao thông. Thôn Lán Than với mô hình đoạn đường cựu chiến binh tự quản an toàn giao thông. Thôn Đèn Thỏng có khu vực cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Mặt khác, xã Đại Đình nổi tiếng cả nước với khu du lịch tâm linh danh thắng Tây Thiên, Thiên viện Trúc Lâm Tây Thiên, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách thập phương đến tham quan và thưởng thức cảnh đẹp nơi đây. Đặc biệt trong dịp lễ hội Tây Thiên hàng năm vào ngày 15 tháng 2 âm lịch, khách thập phương tham quan lễ hội khá lớn, tình hình giao thông trên địa bàn phức tạp, thường trực nguy cơ ùn tắc giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông mùa lễ hội, Hội cựu chiến binh xã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông, vận động nhân dân không lấn chiếm lòng lề đường, góp phần tổ chức thành công lễ hội, tạo hình ảnh đẹp đối với khách thập phương khi tham quan lễ hội Tây Thiên. Trong những năm qua, Hội cựu chiến binh xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc luôn đi đầu trong mọi phong trào ở địa phương, đặc biệt là trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo ông Nguyễn Hải Ba, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Tam Hồng, cùng với việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, Hội cựu chiến binh xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hiến đất làm đường giao thông, tháo dỡ biển quảng cáo, vật dụng lấn chiếm lòng đường. Hội cựu chiến binh xã Tam Hồng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt tích cực duy trì và củng cố hoạt động các tổ tự quản. Hội cựu chiến binh xã Tam Hồng luôn phối hợp cùng với ban công an xã làm tốt cái nội dung chương trình tham gia đảm bảo cái an toàn giao thông ở cơ sở. Với cái nội dung như vậy thì đã cùng với ban công an xã trên địa bàn trong cái năm vừa qua thì công tác đảm bảo an toàn giao thông luôn đạt được kết quả cao, không có những cái vụ vi phạm giao thông cũng như là các cái vấn đề lấn chiếm lòng lề đường. Thì chúng tôi đã tạo ra được những cái mô hình về vấn đề phối hợp với ban công an cũng như là địa phương tạo ra những cái mô hình là đường giao thông tự quản của cựu chiến binh. Và những cái mô hình này đã thực sự trở thành những cái điểm sáng để cùng với đồng bào và nhân dân địa phương ở các khu dân cư là tích cực tham gia giữ gìn môi trường vệ sinh đường làng ngõ xóm luôn sạch sẽ phong quang, và như vậy sẽ tăng cường thêm cái hiệu quả cho công việc xây dựng nông thôn mới và đưa cái địa phương của xã Tam Hồng gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng đạt kết quả cao nhất. Thời gian tới, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật an toàn giao thông, thực hiện văn hóa giao thông, không uống rượu bia khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy, duy trì và tiếp tục nhân rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản an toàn giao thông. Bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, các mô hình cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông của các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng môi trường văn hóa giao thông lành mạnh, mang hạnh phúc đến với mọi gia đình và cộng đồng xã hội.